cây của vời. Và vừa nãy đi qua thấy cái cây ôm đá rất là kinh, ra ra xem như nào. Đấy, ôm đá. Đấy. Cái mùi khoai luộc ở đây các bạn, đây khoai. Trời lạnh này, mưa làm những khoai này ngon tuyệt vời. Lộc vừng của vừa thì vẫn đây, vẫn là cái cây lần trước quay đây, vẫn rất đẹp nhưng vẫn còn đây. Đến lỗi không cần phải tỉa răm, cứ lên lá là rụng lá là nó đẹp rồi, nó ổn định. Lá rất bé, lộc vừng. Hôm trước ở triển lãm có cái cây mà lá nó bé tí ấy, mà đấy là cây nó bị đột biến ấy. Thấy chủ vào nó phun cái thuốc cỏ bị đột biến, còn bây giờ thành lá nó bé tí tí. Xanh để xem nào. Tí nữa để ra đi. Quyền bố tên. Bố cái thằng nó toàn thích cây to ở trong ý. Đúng rồi, thằng như tuổi ấy. Thằng này nó cũng người Bắc qua đấy mà. Đúng không? Đó, người Nam Định. Nam Định. Ờ, đúng rồi. Người Bắc qua đấy. Thằng đấy thích cây to. Nhà nó cũng giàu lắm. Đó, con đúng rồi, em biết nhớ thằng đấy rồi. Nó hay nói chuyện cùng nhưng mà nó người Nam Định. Bình Tân. Đúng rồi. Nói tiếng Bắc, người Nam Định vào mà được giới thiệu. Lấy cái hai cây à? Một cây rồi cây. À lấy cái cây nhỏ hay cái to? Nhỏ. Rồi rồi, cây thì còn đóng dễ, mình kia rồi đóng. Cây này đóng gần 1 mét vuông. Được. Bọn Viettel nó cũng nhận hết nhỉ? Trước em không thấy Tuyền đi nhà. Trước em là bạn nhé. Vâng, trước em ở đây này có thấy cây nghệ thuật này, có biết là bao nhiêu tiền anh? Cây 3,5 triệu. 3,5 triệu. Đá kinh đấy. 5 mông. À, đây. Còn đá ăn nổ mẹ cả đá đấy, nhìn này be này đấy à. Cây và đá bây giờ là thành là một rồi đấy, cây và đá thành là một rồi, dòng xanh si là như vậy, sướng xanh si đa dễ của nó khỏe tuyệt vời đấy. Rồi ok, để quay cây to của anh kia phát. Cái này bao nhiêu đấy anh? 35 triệu đấy rồi. Rồi. Xa tí mới nhìn thấy hết. Rồi. À. Lại đọc đi. 0967. Rồi. 113. 013. Cây này mà đi thành phố Hồ Chí Minh thì có đóng được không? Đóng được. Đóng kiểu gì? Đóng, đóng thẳng con tấn 25 vào. À thì từ đây vào đấy chi phí bao nhiêu? 10 triệu như mấy. Cả ra là về chắc thì 3 ngày thì mấy nhỉ? Thôi. 3 ngày. Có người gửi xe không, một mình nó một khoang 4 triệu hay 5 triệu một khoang. Rồi. Nhưng mà phải ra đón hơi vất nhỉ? Không vào nhà. Rồi, nếu mà chạy xe ấy thì nó tiện hơn. Hay đấy. Vào
đừng cấm đừng kiếp. Đúng rồi. Để toàn những ấy thôi. Tốt nhất là mình cứ chơi là chơi tới bến luôn đi nhỉ. Cho vào tận nhà đi. Thích đi đóng thẳng xe tầng 25 vào luôn. Chơi giòn rén thì hơi mệt. Tới bến. Chịu chi tí. À đây, quay nốt cây này kìa. Đấy, ngoài kê chưa? Sướng sướng. Đấy, cho con trèo lên chơi thoải mái. Đấy, chỗ kia ngồi, chỗ kia trèo ngồi dựa lưng kia mát. Trèo mấy lồng chim. Trèo gì cũng được. Anh trèo lên anh ngồi xong là chủ quay rồi anh. Được. Hoa quả sơn. Quả sơn nó to quá nên cứ phải đứng xa, cao khoảng 1m6 nhỉ, 1m6 đấy. Đấy. Từ dưới lên trên. Và 5 triệu. Đứng chỗ này phải hết sức cẩn thận. Mải quay là ô tô làm đến ép mà. Thôi thì cứ phải xoay các góc thôi. Chẳng là đứng gần thì không hết được. Đấy. Đứng. View hết các góc được không ạ? Ở gần thì đến tận nhà alo giao dịch thôi. Đấy, điện tử đây. Quần thể. Đây. Ô tô đó. Bỗng còi mới biết đấy các bác. Thống này là bao nhiêu anh? 6 triệu. Đấy, có cả tết tóc. Vui sang. Đẹp quá. Đẹp. Này mà để ở quê thì bé, mà để trên này thì không để được. Không mê mấy cái dáng này. Đẹp thì biết là đẹp mà không mê. Thôi cứ để anh bán, đấy, nào để đổ quá đẹp. Chất liệu gì đây? Đó, sách quê. Quê nhỉ? Đầy đủ hết rồi, vẽ bóng đầy đủ hết rồi. Lá đây mà làm điện thì chưa lại gì. Đây. Đấy. Xem. Sống. Đấy, con này đẹp. Đấy, kéo con này về quê đây. Thôi, chết, để cái này vào thì chọc phú, chết. Dân làng nó bảo chọc phú, chết. Chết thật. Đùa vũ trai. Đấy, cục kẹo. Cây đằng kia bao nhiêu đây Ngủ? Ngủ ơi, cây đằng kia bao nhiêu đây? Hả? 70. 70.
Được, cây được. Đấy, cây thích ấy. Cây đẹp. Cây tiền nào của đấy cũng có. Tính ra bớt bớt mua tiền mua mấy cái cây, bớt nhiều những cái cây mà mình đã mua rồi lại thì là thừa tiền mua cái cây đấy. Nhưng mà tất nhiên cái lúc mình sẵn một cục như thế thì không nói, nhưng mà cái lúc mình có tiền để mình mua cái cây, những cái cây mà nhỏ nhỏ tầm đôi chục đổ lại thì mình chỉ có tầm bấy nhiêu tiền hoặc ít hơn thì mình mua được. Nếu mà muốn góp lại mua cây 5-70 thì lại cũng khó, không có. Nhiều khi là rất biết là bảo thì mua một cây cũng có khi ít tiền hơn là đẹp, nhưng mà ít tiền hơn là mua nhiều cây làng nhà. Nhưng mà có phải lúc nào mình cũng sẵn một cái cục như thế là mình mua một cây đẹp không? Cây này bóng rất đẹp. Rồi, ok các bác.